Là một bộ phim giống như một bài kiểm tra tài năng, tinh thần tập thể và cần rất nhiều sự kiên trì. Chuyện sẽ bắt đầu bằng một ý tưởng gốc độc đáo nằm trong đầu một nhà làm phim, một đạo diễn, nhà sản xuất, nhà viết kịch bản hoặc nhà văn. Sau khi ý tưởng được lựa chọn, người ta sẽ phát triển thành kịch bản. Thường thì các nhà sản xuất sẽ tham gia vào ngay từ giai đoạn này. Nhiệm vụ của họ là cùng đội ngũ của mình thúc đẩy tiến trình làm phim sao cho hoạt động này nằm trong khuôn khổ ngân sách sản xuất. Giám đốc sản xuất đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình làm phim. Họ phải tìm nguồn vốn làm phim từ các hãng phim lớn, từ các cơ sở cho vay vốn của chính quyền, từ các kênh truyền hình hoặc nhà tài trợ. Họ cũng phải tìm nhà phân phối cho bộ phim. Trợ lý đạo diễn thứ nhất sẽ phụ trách việc lên khung và bám theo lịch làm phim. Đây là một bước đi rất quan trọng trong việc tổ chức công tác hậu cần của hoạt động làm phim, gồm xác định các vai diễn, trang phục, xe cộ, hiệu ứng đặc biệt và âm thanh. Họ cũng chịu trách nhiệm thăm dò tìm kiếm địa điểm quay phim. Trong khi đó, nhà điều hành sản xuất chịu trách nhiệm tập hợp đội ngũ làm phim, còn giám đốc diễn xuất phụ trách việc casting các diễn viên chính và các diễn viên phụ. Cuối cùng, hoạt động ghi hình phim diễn ra dưới sự chỉ đạo của một đạo diễn và đây là phần hoành tráng nhất trong cả tiến trình. Vài chục người sẽ cùng phối hợp làm việc với nhau, bao gồm một đội phụ trách hình ảnh nằm dưới sự chỉ đạo của một đạo diễn hình ảnh, đội phụ trách âm thanh, đội phụ trách bối cảnh quay phim, đội quản lý hậu cần tại chỗ, đội vận tải, đội lo chỗ ăn, chỗ nghỉ cho đoàn làm phim. Sau khi hoạt động ghi hình hoàn tất, quá trình hậu kỳ sẽ bắt đầu. Giai đoạn đầu tiên là xem lại các cảnh quay và phụ trách dựng phim sẽ lựa chọn các cảnh quay phù hợp. Bước tiếp theo là phần lồng âm thanh vào hình ảnh, bao gồm việc thêm các hiệu ứng âm thanh, lời thoại, âm nhạc để tạo không khí. Tiếp nữa, người ta thêm các hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt. Cuối cùng, bộ phim được cân chỉnh lại trong phòng dựng phim, bao gồm việc chuẩn hóa mọi yếu tố trong phim. Sau khi đạo diễn, nhà sản xuất và nhà phân phối đều đồng tình với sản phẩm cuối, bộ phim coi như đã hoàn tất. Lúc này, vòng đời của một bộ phim mới chính thức bắt đầu.